cái chữ đỏ chữ xanh không? Dạ dạ con dưới chữ đỏ đang quay á, xanh là tắt. Thôi được rồi. Rồi. Đóng, nó ghế. Ở đây có ghế không? Ghế không? Ghế không? Mai mốt lên có một cái TV mới, một cái đầu máy mới. Quay tận cảnh ngay đó kìa. Mới luôn. Chụp hình. Đấy, bốn người. Hai nhóc luôn, sáu người luôn. Na đứng cái bên má năm vậy. Đi đứng má. Quân cho Phi Quân. Đứng ló cái mặt ra thị. Rồi, rồi vợ chồng Quân vô. Dạ, Quân vô chúc Tết đi ạ. Giống như là... Rồi, thấy hình đó. Thấy. Rồi, gặp đi. Có gặp hậu luôn. Thôi, con đứng, con che cái tay vô là mất hình. Ủa, nhưng mà chút qua năm có luôn hình không vậy? Ờ, à, cái này quay... lưu hình đó hả? Bên năm kia lên ở xe. Hả? Ở bên năm kia lên đâu? Cái này nghe. Xe lại, xe lại. Xe lại. Xe lại. Xe lại. Ôm này phải ôm, giống như việc có ôm phải ôm. À, từ từ nè. Quay cảnh đi đang tốt
đỡ con. Con chịu cảm thấy làm sao đó. Nô mình Tết là cũng khỏe luôn. Lúc vô. Dạ. Năm mới chúc mong chúc sức khỏe thì dồi dào không? Dạ, cảm ơn. Số. Dạ. Bây bây cầm tới làm chú cố từ giờ không chú cố mà quấn chụp hình nè. Chú mà đến nào cũng à, con năm mới con cũng chúc cổ tình gia đình được dồi dào sức khỏe. Dạng sự như ý tiền vô như nước rồi thì thôi dạ dạ mong lấy đồng cầu đồng tốt cho hơn có chút ổn chưa chút nữa không để hồi sai cho hai người tập trung với bi nè tới đây để lại dùng vậy rồi 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 tính sao tính cái ổ bắt dạ. Dạ anh nhờ ai quay đi rồi hai vợ chồng mình chúc Tết đổ Linh chúc rồi hạnh chúc chúc đi rồi 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 rồi, rồi. Rồi rồi, lên đứng đi. Lên người đẹp quá kìa, quay đi. Rồi rồi rồi. Người đẹp này gì giống như nhiều quá. Ấy quay quay. Đi đi quay quay. Rồi á, anh chúc lên đứng kế bên. Rồi chúc uống đi. Không vô bấm nút đỏ chưa? Có đỏ không? Rồi rồi rồi, rồi chúc lại đi. Cái này là mấy đứa nhóc nó chạy lì xì khi mà cuốn thì còn chạy qua coi qua bên đây khỏi chỗ rồi à mấy chị như mấy nha rồi không gửi ra cho gì nha. Rồi, chúc chị Quyền năm mới làm ăn phát tài nha. Không cần biết đâu. Mừng má kìa. Nói chuyện má.